Đây bạn, trước tiên xin mình mời bạn ngắm thử cây lan Enzo của mình ha. Đang ra cho những cái bông hoa rất là đẹp. Và đặc biệt là ở dưới phần gốc mấy bạn. Những cái cây con ra rất là khỏe mạnh và cực kỳ mập. Đây. Ra những cây con rất nhiều. Nhưng mà nó vẫn nuôi đủ đủ sức để nuôi những cái ngọn hoa ở phía trên, như bạn cũng thấy ha. Những cây con cực kỳ mập luôn. Và phía sau đây, đây những cái cây con mới đang đâm ra luôn. Đây là một điều khá tuyệt vời cho một cây lan Dendro, đúng không các bạn? Trong này là Dendro Bensuda nha các bạn. Cái này là phân dê mình bỏ ngay từ lúc trồng ở trên một lớp rất dày, khoảng 2 cm trên bề mặt. Và chậu này là Dendro Bà Liễu xưa, mình trồng chỉ với ở dưới đây là hang hang củi các bạn. Trên đây bỏ một lớp rêu mỏng, không cho ăn phân. Hay, cuộc sống thật, mình xin chào các bạn yêu hoa lan ha. Thì hôm nay mình có đem xuống hai chậu lan phía ngoài này các bạn, chậu này với chậu này ha. Hai chậu này nó có cái điểm chung là mình mua cùng một thời điểm và với cái chế độ chăm sóc và tưới giống y như nhau. Nhưng mà nó có cái điểm khác nhau là cái chậu bên đây, cái chậu Dendro Bensuda này nè bạn, là mình trồng mình cho nó lên ở trên ở dưới trên cái lớp mặt mặt của cái giá thể, mình cho khoảng 2 cm cái phân dê ngay từ lúc trồng. Và cái chậu bên đây, chậu Bà Liễu xưa này thì mình không có cho phân, mình chỉ cho một lớp rêu mỏng để tăng cái độ ẩm ở dưới cái phần gốc của nó thôi. Thì hai cái chậu này mình trồng được đúng khoảng 1 tháng. Thì hôm nay mình sẽ quay cận cảnh lại cho bạn so sánh xem thử cái tốc độ phát triển của hai cái chậu này, nó có cái chậu nào nó tốt và chậu nào tốt hơn ha, giữa cái chậu có phân chuồng và chậu không có phân chuồng. Thì trước tiên mình cũng xin nói luôn cái tốc độ phát triển của hai cái chậu lan mà mấy bạn mới trồng á, tốc độ phát triển của mọc rễ ra đó các bạn, thì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ngoài cái vấn đề mà chế độ chăm sóc giống nhau thì nó phụ vào cái sự khỏe mạnh của cây mà lúc mấy bạn mới trồng. Hai nữa là cái giống lan mà mấy bạn trồng thì nó sẽ cho ra cái bộ rễ khác nhau ha. Đây, để mình lấy cận cảnh lại cho bạn xem. Đây đây là Bensuda. Thì như bạn cũng thấy, trồng được một tháng mình không có tưới phân kích rễ hết nha các bạn, mình chỉ tưới nước thôi, mỗi ngày tưới một lần vào buổi sáng. Thì mấy bạn nhìn thấy nè, rễ thì hiện tại rễ nó ra cũng khá là ok ha. Rễ thì nó ra rất tốt và nó có được một cái cây con khá là mập. Đây cái bầu rễ nè bạn. Và cái chậu bên đây là Bà Liễu xưa, thì hiện tại nó có ra một cái ngọng hoa bói nha các bạn, nên nó không được đẹp lắm, nó không được dài lắm. Mình cũng tính cắt bỏ nhưng mà thôi kệ, để chơi cho nó đẹp trong những cái ngày cận Tết này nên mình không có cắt bỏ. Thì hiện tại rễ của nó thì da vẫn vẫn ok luôn. Đây, cái giai đoạn đầu này thì tốc độ phát triển của cái bộ rễ nó phụ thuộc vào cái điều kiện mà mấy bạn trồng, cái cách mà mấy bạn giữ ẩm cho cái gốc của nó thì cái tốc độ rễ của nó sẽ phát triển. Nhưng mà sau khoảng thời gian, sau khi mà nó ra được cái bộ rễ thế này rồi, thì cái ưu điểm của cái việc mà trồng bỏ nhiều phân chuồng ở dưới cái phân ở cái gốc này á, cái ưu điểm của nó là chúng ta không cần phải bón phân định kỳ mỗi tuần một lần cho cái cây lan của mình nữa, đúng không bạn? Còn đối với cái chậu này thì không có phân chuồng, thì mấy bạn phải bón phân định kỳ 7 ngày hoặc 10 ngày mấy bạn phải tưới phân một lần cho cây lan của mình, thì nó hơi mất thời gian. Sau khi mà cái rễ nó đã ra được nhiều như thế này rồi đó bạn, là nó đã có những cái lông hút rất là khỏe rồi, thì nó sẽ hút được những cái chất dinh dưỡng. Nếu mà mấy bạn không bón phân cho cây lan của mình á, thì những tốc độ phát triển của nó sẽ không có bằng cái cây có phân nha. Cái này thì ai cũng biết rồi ha. Vậy thì trong cái video này mình muốn nói lên điều gì? Mình nói lên là với cái việc mà bỏ phân chuồng ở dưới cái gốc này
thì chúng ta sẽ phải đỡ tốn công phải tưới cho cây lan của mình, đỡ tưới phân cho cây lan của mình 7 ngày một lần. Đó là cái ưu điểm thứ nhất. Vậy thì giữa hai cái chậu lan này, một chậu là có phân chuồng bỏ phân ngay từ đầu và một chậu là không có phân, thì cái tốc độ phát triển của những cái bộ rễ này nó gần như là bằng nhau nha các bạn. Vậy thì khi mà những cái rễ này nó dai dài rồi, thì nếu mấy bạn trồng mà không có cái phân chuồng ở dưới cái gốc giống như cái chậu này của mình á, thì mấy bạn nên lấy bớt cái rễ ra và cho vào một ít phân chuồng ở trên cái bề mặt này. Với cách làm này thì chúng ta sẽ đỡ công phải chăm sóc, đỡ công phải bón phân cho cây lan của chúng ta định kỳ 7 ngày 10 ngày một lần nữa, nhưng mà nó vẫn giúp cho cây lan của chúng ta luôn được xanh tốt. Thì sẵn tiện trong cái video này á, thì mình sẽ cho các bạn xem thử cái cây lan dendro của mình bỏ một nửa phân chuồng của khoảng 1/3 các bạn, 1/3 phân chuồng và 1/3 cái giá thể là A, thì cho các bạn xem thử là cái sự phát triển của nó như thế nào ha. Đây, trước tiên mình quay cho các bạn xem thử những cái ngọn hoa rất là đẹp đúng không các bạn, rất đẹp ha. Và ở dưới gốc đây những cái kia con phát triển rất là mập, cực kỳ mập luôn ha. Cái này là mình bỏ phân trùng quế nha các bạn, mình bỏ vô cái túi lưới nè. Và phía sau đây thì mấy bạn nhìn nè, đó, những cái kia con rất là mập và rất là tuyệt vời cho một cái chậu lan mà chúng ta không cần phải tốn công quá nhiều trong cái việc mà bón phân. Chúng ta chỉ cần tưới nước mỗi ngày một lần thôi là nó sẽ giúp cây lan của chúng ta phát triển rất tốt, trong khi những cái vòi hoa cũng rất là đẹp luôn. Thì ở đây mình đang nói cái dòng lan này, dòng lan đen luôn nha các bạn. Còn đối với những dòng lan khác nhau thì nó cũng cần những cái chế độ phân bón khác nhau. Thì đó, riêng đối với dòng lan dendro thì chúng ta có thể áp dụng hoàn toàn với cái việc bỏ phân chuồng vào gốc với số lượng nhiều. Vậy thì phân chuồng nào tốt lâu, phân chuồng nào tốt và lâu lâu bị phân hủy? Thì hiện tại theo mình bỏ cũng có bỏ phân chuồng quế, phân dê, có phân bò thì mình chưa có bỏ. Theo cái tốc độ phân hủy thì mình thấy cái phân dê này nè bạn, thì nó lâu phân hủy hơn, lâu phân hủy hơn cái phân trùng quế. Nhưng mà có cái là cái phân dê này khi mà khoảng một tuần đầu tiên mấy bạn bỏ thì nó sẽ nghe cái mùi hơi hôi tí xíu. Sau khoảng một tuần mà mấy bạn tưới nước bình thường, sau khoảng một tuần thì nó sẽ hết hôi nha các bạn. Còn cái phân trùng quế thì đa phần người ta đã xử lý rồi thì nó sẽ không có nghe cái mùi đó nữa, không nghe cái mùi hôi, nhưng mà nó sẽ bị mau bị phân hủy nhanh hơn cái phân dê này. Nếu bạn có những cái túi lưới hoặc là không túi lưới thì mấy bạn có thể bỏ vào những cái đôi tất cũ, chúng ta cho vào ở dưới gốc vẫn được, hoặc là cho trực tiếp, nếu mà phân dê mấy bạn có thể cho trực tiếp một lớp mỏng ở trên cái phần giá thể luôn vẫn được ha. Thì sau một tháng trồng thì kết quả là hai cái chậu lan của mình thì cái tốc độ dai rễ của nó vẫn ngang nhau, tại vì lúc này thì rễ nó chưa có hút được nhiều chất dinh dưỡng nên nó chúng ta cũng chưa có thể so sánh được nhiều quá cái sự phát triển của cái cây. Nếu bạn thấy thích cái nội dung cái việc bón phân chuồng vào gốc của cái lan á, thì bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình cho để khoảng một tháng nữa khi mà những cái rễ này nó đã hút được những cái chất dinh dưỡng rồi thì mình sẽ quay lại tiếp một cái video ngắn chia sẻ cho các bạn để các bạn tiện so sánh thử là cái cây lan nào nó tốt hơn và nó phát triển nhanh hơn giữa việc mà chúng ta bón định kỳ 7 ngày một lần và việc không bón phân, chỉ việc tưới nước. Rồi, thì cuộc sống mình hôm nay cũng quay tí xíu để các bạn tiện so sánh giữa cái việc mà bỏ phân chuồng và không bỏ phân chuồng đối với những cây lan mới trồng, thì xem thử nó như thế nào thôi. Rồi, thì cuộc sống mình chào tạm biệt các bạn ha, hẹn gặp lại mấy bạn trong những video lần sau. Chúc mấy bạn có những chậu lan thật đẹp và luôn xanh tốt, đặc biệt là nở thật nhiều hoa trong cái dịp Tết năm nay. Chào tạm biệt các bạn.